Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Một căn nhà ngang 8m, có thể vừa ở vừa kinh doanh được luôn anh chị. Mặt tiền đường đẹp lắm, đường thông luôn, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhà mình ngang 8m anh chị. Bao gồm một căn nhà cấp 4 và bên hông có thêm một căn nhà nhỏ nhỏ này. Đây, chỗ này có một căn nhà nhỏ và chỗ này có một căn nhà cấp 4 anh chị. Nhà mình ngang 8 và dài 15, tổng 120m, sổ hồng riêng. Mua bán chuyển nhượng sang tên luôn anh chị nha. Đấy. Thì căn nhà này nó có cái hay lắm. Cái sân thì nó rộng ha. Có một cái khu vực sân này quý vị, để ô tô ha, để được 2-3 chiếc á. Nếu mà để khéo là 3 chiếc, còn để 2 chiếc là thoải mái. Để bên kia 1 chiếc và chỗ này 1 chiếc. Quý vị ha. Đường rộng quý vị ha. Sân ô tô cũng rộng luôn. Nhà ngang 8 quý vị ạ. Ngang 8 và dài 15. Tổng là 120m lận. Đó, quý vị thấy đẹp không? Đó. Khu vực đây là sân trước của nhà mình nè. Nhà mình nằm trên mặt tiền đường, đường thông hai đầu. Đường này là đường thông nha anh chị nha. Nói chung hiện tại đường bây giờ thì đang đường đá, nó hơi bụi một chút xíu ha. Đường cắt ngang phía trước đó là đường Từ Văn Phước, đường An Phú 35, gần chợ Đông Đô. Chỗ này ra chợ Đông Đô chỉ tầm 200m anh chị nha. Ra chợ Đông Đô 200m nha. Đây là phường An Phú, thành phố Thuận An. Đó, mấy chị thấy đẹp không? Đây đường này, đường lớn nhưng mà đường đá quý anh chị ha. Hướng ngược lại này. Đường mình thông hai đầu anh chị nha. Nên là ở và kinh doanh được luôn. Chỉ có khúc này thì nó đang hơi đường đá thôi, còn bên kia nó rải nhựa rồi đó, chỗ cái ô tô đi đó là rải nhựa rồi quý chị nha. Chỗ đó đó. Còn chỗ này là nó đang đường đá rồi quý chị ha. Đấy. Nhà mình ngang 8 và dài 15 đó anh chị. Đây căn này này quý chị này. Căn này nha. Anh chị nào đang có nhu cầu mà mua những căn nhà như thế này thì mình cứ vào việc luôn, liên hệ ngay cho em Hải ha, số điện thoại góc trái màn hình. Đất, diện tích đất là 120m và có 70m thổ cư rồi. Có 70m thổ cư ha. Sổ sách đầy đủ anh chị nhá. Em sẽ quay sơ căn nhà này trước rồi xíu ra em quay căn đó cho anh chị mình xem. Đây. Sẽ có một căn nhà cấp 4 anh chị ha. Khu vực phòng khách và khu vực nhà ăn của mình nè. Phòng khách kết hợp nhà ăn. Căn này ở phía trên có gác anh chị và có phòng ngủ dưới ha. Có gác này. Đây lên trên gác đây. Trên đây nhà ăn của mình anh chị. Nhà ăn đây ha. Và phòng ngủ dưới đây. Đây nhà này có một cái phòng ngủ dưới. Đó. Cái này có phòng ngủ dưới, có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đây. Đó. Căn này có 3 nhà vệ sinh và nếu mà tính ra là có 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ là bao gồm cả cái phòng ngủ bên kia, còn như ở đây là 3 phòng ngủ này. Ở đây một phòng ngủ dưới và trên gác có thêm 2 cái phòng ngủ nữa anh chị. Trên gác có thêm 2 cái phòng ngủ nhỏ nhỏ nữa. Cho để lên trên gác quay sơ lên cho anh chị mình xem nha. Đấy. Trên gác rồi anh chị. Nhà mình gần với chợ Đông Đô, đây là phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phòng ngủ trên gác này thì nó nhỏ thôi anh chị nha. Đó. Nó nhỏ ha. Đó, trên gác này. Cái này thì ngủ hơi nóng xíu á, nó cũng hơi thấp này. Nếu không thì mình để đồ thôi ha. Đây là trên gác cho mình. Rồi để ra phía sau kia em quay một cái nhà bên hông bên kia cho anh chị mình xem luôn. Nhưng mà căn này giá ok. Giá ok, giá rẻ á. Đang cần bán á nên là còn thương lượng á. Ngang 8 dài 15 anh chị nhá. Tổng 120m và có 70m thổ cư. Đấy. Đây chỗ này là phường An Phú đó, gần chợ Đông Đô, gần đường Từ Văn Phước, An Phú 35, DT743. Chỗ này ra vòng xoay An Phú cũng rất là tiện với chị ha. Đó. Đây chỗ này mình có một căn nhà nhỏ nhỏ ở đây nữa này. Đó. Đây có phòng ngủ luôn anh chị nha. Nhà này thì giống như có một cái phòng ngủ đấy thôi. Đó. Hoặc là làm kho ha. Đó, bên này có nhà vệ sinh luôn. Đó, nhà vệ sinh. Đó. Thì hiện tại bây giờ gia chủ đang kêu giá chính chủ là 3.300.000.000 đó anh chị, mà mình còn thương lượng ha. Nếu anh chị yêu thích cái căn nhà này thì mình liên hệ cho em Hải nhá, vào việc luôn nhá. Em xin cảm ơn anh chị mình nhiều.